chào cả nhà đến với kênh Huy Ma Bangkok. Hôm nay Huy đi ăn, Huy dành một ngày để đi ăn và review cho mọi người một cái quán mì gần nhà Huy. Đây, ăn đã ra rồi, một phần salad, rau củ kỳ với là celery, mọi người là rau cần mà sao á, rau Việt Nam là rau cần với là rau củ kỳ. Một phần như salad ăn trước như vậy là 60 baht, là khoảng 45.000 Việt Nam mình nha mọi người. Huy thử thôi nha, chưa có đủ. Về một phần bắp bò như này là 100 baht. Hồi nãy Huy thấy ở trong đó có gân nữa mà sao đây không thấy gân không? Bắp bò ở trong cái hình này có gân nè, nó có cái cắn cắn trơn trơn. Mọi người thấy không? Cái gân á. Mà sao ở đây không thấy không? Kiện được không? Đem đi kiện. Rồi đây là hồi nãy có, ở đây có trứng bách thảo nè. Huy không biết cái quán mì này có phải là 24 giờ không? Mới mở luôn á mọi người. Thì đồ ăn Trung Hoa nha, nó có mấy cái món như là su hào rồi nè, mấy cái món cải rồi mấy món dưa với lại đậu phộng rang nè, rồi mấy cái món mè rồi món bò nước. Một cái tô như vậy là 1.000 baht, 980 baht là khoảng 700.000, thì nó rất là bự. Lát nữa sẽ quay cho mọi người coi cái tô này chắc là ăn nguyên một gia đình quá. Còn đây hơi kêu ba, hơi kêu 4 phần rồi ăn là khoảng 420 baht, 420 baht là khoảng 4 x 7, có 300.000 Việt Nam mình nha mọi người. Đó chỉ là hơi kêu một phần mì súp là một chén mì súp là 200, là trên 140. Đó, nói chung là giờ ở đây cũng có dessert này mọi người, có những món tráng miệng chè gì nè. Mình thấy chè gì mà cũng ngon lắm, là trứng sữa egg milk with Selenic glutinous rice. Cái nói chung là cái nước gạo gì đó với là thấy cũng ngon quá. Nhưng mà tới 100 baht nè, là chén chè là 70 baht, là bằng dĩa thịt bò nè. Chén chè là bằng dĩa thịt bò, nấu chắc cũng khó, với là sữa với là có egg milk. Khó thích. Hơi xin chị đó, cái đũa chị đã mở cái bàn rồi nè, đó ở dưới cái bàn, cái đũa âm tường, cái bàn âm tường hay quá ha. Mình sẽ lấy cái này nha mọi người. Nếu mọi người coi YouTube Huy là mọi người biết luôn, khỏi cần hỏi chị đó nha. Có cái có hai loại chén với cái tâm trong này luôn. Cái chén để ăn chè, có cái muỗng để ăn chè, trong một cái chén còn và có nước sốt. Bây giờ mình thử cái món này trước nha. Huy cũng thích ăn tàu củ kỳ lắm. Rất là giòn, ngon, ngon, thơm, tươi, lạc lạc, thanh thanh. Cái món này thanh tịnh giống ăn chay đúng không mọi người? Còn cái này là chơi, mình ai muốn ăn cay là chế sa tế ớt thôi nè. Người ta có cho mình trong sa tế ớt có mì luôn nha. Ở đây có nước tương cho mình nữa, nếu ai mà thấy lạc là cho chút nước tương. Cái món này rất là ngon nha, hơi thích nha. Hơi thích ăn tàu củ kỳ lắm. Nước này là nước bí đao nè, không cho ly đá, khó keo nằm kẹt ra, khó keo nằm kẹt. Để Huy hỏi thử cho mọi người coi cái món thịt này nha, mà sao nó không có gân nha. Huy kêu một cái phần một con khó thảm đây mày hấp. Ở đây mấy người đó, xe máy cùng mấy người, 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 xe máy cùng đó, kiện không được nha, hỏi cho vui thôi nha.
mời cả nhà nước bí đao uống cho mát gan mát thận mát cả tâm hồn của con người chúng ta. Hết pin rồi. Đây một phần mũ pin như vậy là ở trong nhà hàng mà bán 20 bạc là 14 ngàn cũng rẻ quá hơn. Nhưng mà người đó một phần thịt bò nướng đó nha. Cái này là bò nướng nha mọi người. Ngon. 14 ngàn này trời. Nhà hàng ngon lành bự lắm. Nhà hàng bự này rộng này thấy không? Quán mới mở khai trương này. Sau cũng rộng nữa nè, đó rất là rộng nha cả nhà. Để lát mình quay cho mọi người to cái tô 700 ngàn to khổng lồ như thế nào. Bây giờ mình ăn cái phần này ngon quá. Có 14 ngàn mà ngon quá, nó dịu, nó có giống như nó có mỡ trong đây nữa nè. Mọi người thấy không? Mỡ này đó. Ta bỏ cái sốt gì ngon lắm, hình như có tiêu trong đây nè. Cái sốt nó hơi giống cái sốt Mã Lai, nhưng mà không phải sốt Mã Lai. Sốt Mã Lai là có xả đồ này nọ nữa, nó nồng hơn, còn cái sốt này nó vừa ăn hơn. Món salad bây giờ bỏ thêm những cái viên bò vô, những cái miếng lát bò vô là thành salad bò rồi. Hai món cộng lại 160 bạc. 70 thêm 40 101 nè. Đó, 101 hai món này. Chờ món mì ra nha, món mì chưa ra. Đồ ăn Trung Hoa cũng rất là gần gũi với Việt Nam mình đó. Nhiều dầu hơn chút. Đó, tô mì ra rồi nè. Sắp lên mắt. Tô mì quá chất lượng bự quá nè. Cả nhà ơi, bự quá nè, thấy không? Ăn liền đi, thử liền. Quán rồi thơm nè, xuất sắc trong gia tỳ nữ nè, thành đồ ngò đúng không? Cái này là quán này chắc là nếu mà mở 24 giờ phải món trứng bách hảo á. Ai mà đi say cái chỗ đó là đi chơi, mà cái chỗ mới ở là đi chơi. Là ai say mà vô quán mì là ăn súp này nó bớt ngọt này, nó có trứng bách hảo nè, cũng giải rượu giải độc nè. Rất là thơm mùi bò nha. Huy thích ăn thịt bò lắm. Đó, gân nè, cái này cũng có mỡ nè. Cái thịt này ngon nè, giống bò kho nè, thì ăn bò kho ăn cái này được nè. Quá trời ngon luôn. Có mì nữa. Nó có cái gì trắng trắng ở trong cái thịt bò này mọi người. Đây, hồi nãy quên review mấy cọng mì, người ta có nhiều loại lắm. Để mượn là cho quay cho mọi người coi, cái tròn loại nhỏ nhất, mỏng nhất, có loại cọng mì bự như này, giống như bánh ướt đó mọi người. Tô này là 180 và ta đi coi menu 200 là 140 nè, 140 ngàn Việt Nam mình một tô mì, nhưng mà hồi tháng thịt bò rất là nhiều nha. Rất là nóng luôn mọi người. Để ăn mì thử nha, chưa thử cọng mì nữa. Mì đây là tề thiên đại thánh ăn này quái. Còn mì cũng rất là thơm, mùi trứng hay sao á, cá trứng không hay là sao nè, mì trứng mà vừa đó. Bây giờ mình đổ cái phần salad vô là thành có đậu kỳ luôn.
Mì này là no cả ngày luôn á, thấy nhiều lắm, với thấy nhiều mì lắm nha. Cái tô bự nha mọi người, nó bự hơn cái mặt của mọi người đó, rất là to. Quầy bếp và nướng ở đây hơi mắc cỡ quá, người ta nhìn ở đây, người ta nhìn ở đây có nhiều quá, tại vì quán rất là rộng quá mọi người, cho nên là bị quay sơ sơ như thế đó nha. Và cái quán nó nằm ngay giữa luôn, ngay chỗ trạm BTS này, tàu đang chạy. Đó, cái quán này đây là Material Chinese. Đó, cái ông chủ ông hỏi chứ bạn ăn có ngon không, ông sợ tôi review dở gì. Mà tôi nói nghe nè, tôi không bao giờ review là dở nha, có dở tôi cũng im. Ví dụ tôi ăn mà tôi có dở, khẩu vị là mỗi người, với lại review á, tự nhiên review chê người ta dở, trời ơi, có dở cũng im chứ không có lên nói. Và nói chung là Huy đã review xong cái quán mì gần nhà Huy, nói chung là no quá, Huy ăn không hết, Huy đem về. Huy thấy cái phần 14.000 là ngon nhất á, có 14.000 20 bạch một xiên nướng măng ăn rất là ngon. Và chào tạm biệt mọi người, clip tại đây nha, bye bye.